Hai người đẹp hoa hậu hòa bình công khai yêu đồng giới. Hai đại diện Argentina và Puerto Rico của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020 công khai yêu đồng giới. Trước đó, cả hai cùng vào top 10 chung cuộc. Sáng ngày 30 tháng 10, tờ Texas đưa tin hai người đẹp Argentina và Puerto Rico của cuộc thi Miss Grand International 2020 công khai hẹn hò. Tờ này còn đăng kèm hình ảnh hai người đẹp đều nhận đính hôn. Thông tin này nhanh chóng được các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam dẫn lại, đồng thời dành cho hai người đẹp nhiều lời chúc mừng hạnh phúc. Trước đó, tại cuộc thi Miss Grand International 2020, người đẹp Argentina Mariana Varela và người đẹp Puerto Rico Fabiola Valentin đều là những thí sinh được đánh giá là tiềm năng. Chung cuộc, cả hai đều vào top 10. Người đẹp Argentina Mariana Varela năm nay 26 tuổi, cao 1,8m, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Cô đại diện Argentina tham dự cuộc thi Miss Universe 2019. Mariana Varela là nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì quyền bình đẳng giới. Trong khi đó, người đẹp Puerto Rico Fabiola Valentin năm nay 24 tuổi, cao 1,78m, cũng từng là sinh viên chuyên ngành báo chí đồng thời là một người mẫu nổi tiếng tại Puerto Rico. Fabiola giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Universe Puerto Rico 2019. Tại cuộc thi Miss Grand International 2022, Fabiola là bạn cùng phòng với Á hậu Ngọc Thảo, đại diện của Việt Nam. Sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020, hai người đẹp Argentina và Puerto Rico thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng nhau. Cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, Á hậu 1, người đẹp Thái Lan Enfa Wahara cũng là một người đồng tính công khai. Trước đó, cô được ghép cặp với Charlotte Austin, Á hậu 5 của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng xác nhận.